Những ngày qua, mạng làng hội xôn xao với tin đồn Giang Mai Hương chuẩn bị lập gia đình khi nữ ca sĩ chia sẻ tờ giấy đăng ký kết hôn lên trang cá nhân. Ngoài ra, Giang Mai Hương không công bố khẳng định hay phủ nhận, một số diễn đàn bàn tán, đồn đoán cô sắp cưới đồng nghiệp thân mật Bùi Anh Tuấn. Trải qua nhiều ngày im lặng, tối 21 tháng 10, Giang Mai Hương chính thức xác nhận trở lại đường đua Weibo với vật phẩm âm nhạc mang tựa đề Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn. Toàn bộ những hình ảnh được bàn tán trước đó như giấy đăng ký kết hôn, ảnh cưới, đều có trong teaser vật phẩm. Về dự án quay về, Giang Mai Hương tiết lộ ca khúc chủ đề Nghe Nói Anh Sắp Kết Duyên Nối Tiếp là một sáng sủa tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chủ nhân bản Yêu Cầu Hôn cô ra mắt vào đầu năm 2019. Sản phẩm cũng khắc ghi sự hợp tác giữa cô cùng ca sĩ Bùi Anh Tuấn và sự góp mặt của các khách mời như Cao Xuân Tài, Đồng Ánh Quỳnh. Với những hình ảnh hậu trường để bật mí, Giang Mai Hương quá thân thành cô dâu xinh đẹp, gợi cảm và tự tin sánh đôi bên chàng trai bảnh bao, lịch lãm Bùi Anh Tuấn. Còn Đồng Ánh Quỳnh lại lộ diện với vẻ mặt đầy lạnh lẽo lùng. Ngoài hình ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ thêm câu hát gây tò mò, nghe nói anh sắp kết duyên rồi, nghe nói anh sắp có nhà mới, chúc anh nhiều em ấm, tình duyên đầm thắm, em mừng cho anh. Nghe nói anh sắp kết duyên của Giang Mai Hương và Bùi Anh sẽ được trình thôn vào ngày 24 tháng 10 tới đây.